Ngôi nhà rộng 62m2 của ông Hậu sau khi phá dỡ chỉ còn lại vỏn vẹn 5m2, có chút tiếc nuối. Tuy nhiên, khi được vận động bàn giao mặt bằng, ông là người tháo dỡ đầu tiên. Mảnh đất mình sống gần 60 năm biết sao không tiếc. Bây giờ muốn mua mảnh đất này là cũng đơn giản. Thì nói chung giải phóng cái đường xá đi rộng rãi là dân ok, còn riêng cá nhân chú là ok, không có gì hết. Hàng chục căn nhà hai bên đường Bùi Đình Túy đang lần lượt tháo dỡ, lùi sâu để kịp bàn giao đất chờ thi công dự án mở rộng đường. Quá trình giải phóng mặt bằng có đến 70 hộ dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, hầu hết đã thỏa thuận xong. Hoan nghênh cái chuyện mà nhà nước phóng cái đường ra. Thứ nhất là nó thông thoáng cái mặt bằng. Cái thứ hai nữa là nó giảm bớt cái lượng ách tắc giao thông. Tôi đang có mặt ở cầu Hang Ngoài, quận Gò Vấp. Cầu rộng hơn 10 mét. Tuy nhiên, với thiết kế nút cổ chai thì nó lại chính là nguyên nhân gây ra tình trạng kẹt xe triền miên. Hiện hàng chục hộ dân xung quanh đây đang tháo dỡ nhà của mình để bàn giao mặt bằng thi công dự án mở rộng cầu. Còn phía bên đây thì các nhà đầu tư cũng đã lập hàng rào, chuẩn bị vật tư, sẵn sàng thi công dự án. Sau khi mở rộng, cầu Hang Ngoài sẽ rộng đến 22,5 mét, gấp đôi so với cầu cũ. Đồng thời, đoạn đường dẫn qua cầu dài 625 mét cũng sẽ được mở rộng đồng bộ với mặt cầu. Tập trung cái việc là công khai thông tin về cái lợi ích thiết thực của các dự án giao thông, thông tin kịp thời các khó khăn vướng mắc và hỗ trợ người dân trong việc sửa chữa nhà, thúc đẩy cái việc thu hồi đất, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trên địa bàn. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang triển khai hơn 100 dự án xóa ùn tắc, kẹt xe ở nhiều quận huyện. Qua triển khai một số dự án, khó khăn lớn nhất vẫn là vốn và mặt bằng. Cụ thể, trong 75 dự án đang làm, có đến 57 công trình vướng mặt bằng. Thậm chí, một số dự án phải tạm ngưng do mặt bằng không có. Chúng tôi có phân công để làm sao mà cùng với các anh chị em ở địa phương để mà gặp gỡ bà con, tháo gỡ kịp thời cho từng trường hợp một để chúng ta sớm có những cái công trình dịch vụ tốt nhất cho người dân thành phố. Nhiều chỗ gạch đá xà bần ngổn ngang do mới san ủi tạm, nhưng đoạn đường đã dần thông thoáng. Có người chuyển đi nơi khác sống, nhưng ông Hậu cùng những người bạn già của mình mỗi ngày vẫn ngồi ở đây ngắm nhìn tuyến đường trước hiên nhà mình đang dần thay da đổi thịt.